Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên với những nội dung chính sau đây. Chuyển mùa, người bị viêm mũi xoang dị ứng cần chú ý và điều cần lưu ý về bệnh viêm mũi dị ứng, cách phòng tránh viêm mũi dị ứng lúc truyền mùa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chuyển mùa, người bị viêm mũi xoang dị ứng cần chú ý. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tuấn Cảnh, trưởng bộ môn tai mũi họng Đại học Y Hà Nội, trưởng khoa phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, để điều trị dị ứng cần loại bỏ các yếu tố tác động từ bên ngoài, nhưng điều này là không thể. Đối với viêm mũi xoang dị ứng, nếu để lâu gây thoái hóa niêm mạc, gây tắc mũi xoang, polyp mũi, việc điều trị triệu chứng là quan trọng. Vài điều cần lưu ý về viêm mũi dị ứng. Cách điều trị tốt nhất là phòng tránh tiếp xúc dị nguyên. Tốt nhất là dùng thuốc để phòng ngừa các cơn dị ứng hơn là chữa các hậu quả của phản ứng. Nếu dùng corticoid thì an toàn nhất là dùng dạng thuốc phun tại chỗ. Đối với những bệnh nhân bị dị ứng cần phẫu thuật nên chữa trị dị ứng trước mổ để đảm bảo kết quả. Phẫu thuật không chữa được viêm mũi dị ứng nhưng nếu giải quyết được những lệch lạc về cấu trúc trong mũi thì rất có lợi, có thể làm giảm từ 30 đến 60% những triệu chứng của viêm mũi dị ứng do làm giảm các tác nhân gây kích ứng. Không phải bị nhảy mũi là bị dị ứng, chỉ dùng kháng sinh trong các trường hợp bội nhiễm. Nếu việc chữa trị một bệnh nhân dị ứng đang tốt bỗng trở nên không hiệu quả cần xem lại dị nguyên có bị thay đổi không, bị viêm mũi do thuốc hay bị bội nhiễm. Cách phòng tránh viêm mũi dị ứng lúc chuyển mùa, bác sĩ Trần Văn Thi, trưởng khoa hô hấp bệnh viện Nguyễn Tri Phương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cách phòng ngừa viêm mũi dị ứng, tránh tiếp xúc các tác nhân gây dị ứng như bụi trong nhà cũng như ngoài đường, tránh tiếp xúc với lông động vật, hoa có mùi thơm hoặc nhiều phấn, mùi lạ, khói thuốc lá. Khi đi ra đường hoặc lúc quét dọn cần đeo khẩu trang, không nên nuôi chó mèo trong nhà, nhất là khi gia đình có người bị bệnh dị ứng. Cần vệ sinh định kỳ chăn ga gối đệm, vải bọc ghế, bọc đệm để hạn chế sự tồn tại và sinh trưởng của một số vị ký sinh trùng. Bỏ hút thuốc lá, thuốc lào và không nên ăn thực phẩm đã xác định hoặc nghi ngờ gây viêm mũi dị ứng cho mình như tôm, cua, ốc. kinh nghiệm dân gian chữa viêm mũi dị ứng. Theo báo sức khỏe và đời sống, về mặt kinh nghiệm dân gian cũng có khá nhiều bài thuốc và phương pháp trị liệu viêm mũi dị ứng đơn giản và hiệu quả. Cách 1: Dùng hai ngón tay trỏ hướng vào hai bên lỗ mũi, ấn đẩy lên xuống hai huyệt nghinh hương sát cạnh cánh mũi, làm cho hai lỗ mũi lúc thu hẹp lại, lúc phồng ra, đồng thời hít vào mạnh, tắc bên nào hít mạnh bên đó, thở ra đường miệng. Cách 2: Dùng một tép tỏi giã nát đắp vào huyệt Dũng tuyền mỗi tối một lần. Cách xác định huyệt Dũng Tuyền lấy ở điểm nối 2 phần 5 trước và 3 phần 5 sau của đoạn nối giữa đầu ngón chân thứ hai kể từ ngón cái và điểm giữa bờ sau gót chân trong chỗ lõm ở gai bàn chân. Bí quyết đơn giản bảo vệ và thanh lọc đường hô hấp khi chuyển mùa. Trà lá hán dùng từ 5 đến 8 gam lá hán khô, bỏ vỏ nghiền nhỏ, dùng nước sôi hãm như trà lá có thể uống. Công dụng: Quả lá hán khô tính lạnh có vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu đờm, ngừa ho, dưỡng thanh, nhuận phổi. chăm chỉ uống trà này có thể bảo vệ đường hô hấp hiệu quả trong mùa đông. Tuy nhiên cần phải lưu ý, do là hán quả tính lạnh, người nào có bệnh đường ruột không nên uống nhiều. Ngoài uống trà, mùa đông mọi người cũng nên ăn các loại thực phẩm có tác dụng nhuận phổi như lê. Đây là loại quả mùa đông có tác dụng bảo vệ phổi hàng đầu. Lê chứa nhiều nước, nhiều vitamin, có tác dụng dưỡng phổi, nhuận táo, nhuận tràng, ngừa khô họng và ho. Những thức ăn cực tốt khi trẻ bị ho, theo tiến sĩ bác sĩ Phan Bích Nga, giám đốc trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, khi trẻ ho nên cho trẻ ăn thịt bò, thịt gà, trứng, sữa. Theo quan điểm Đông y, khi ho thường kiêng thịt gà, tuy nhiên xét về cơ sở khoa học thì thịt gà không có thành phần gây ra ho, ngược lại trong nước dùng gà còn có thành phần axit amin cấu trúc khoa học giống như kháng sinh, giúp giảm viêm, chống vi khuẩn. Khi trẻ ho, đầu tiên phải chú ý tới dinh dưỡng bởi ho khiến trẻ biếng ăn. Dễ suy dinh dưỡng. Khi suy dinh dưỡng, sức đề kháng suy giảm, ho lại càng nặng. Trong khẩu phần ăn cần đảm bảo năng lượng cho trẻ, cung cấp đủ tinh bột, đạm, chất béo, chế biến thức ăn mềm lỏng, nhưng lỏng vừa phải, nếu loãng quá làm thấp năng lượng, làm trẻ suy dinh dưỡng. Quý vị và các bạn thân mến, người ngủ ngáy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trẻ ngủ ngáy to có phải là bệnh? Ngủ ngáy làm tăng gấp 3 lần nguy cơ bệnh đau đầu và đau nửa đầu. Đó là những thông tin chính được chúng tôi truyền tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.